quên à, đeo khẩu trang mẫu đeo khẩu trang cho kêu nó thì đây dạ vâng. Rồi đi xe 1 giờ có mặt cái tổ xong xong xuôi em đi chiến đầu tiên đầu cũng về xong xong chỉ nhưng mà qua đó gì xong cho nó bỏ thằng về đây nhé, thời gian còn mới về đây. Alo. Em tên là Nguyễn Thiện Trâm Anh. Dạ, con em là Lê Ái Nhân. Dạ. Tụi em ở đâu? Em ở quận 8. Em ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì thấy các cầu thủ U23 xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất thì cái cảm giác của em như thế nào? Có bất ngờ không? Dạ, bất ngờ và vui. Tụi em đã chờ rất là lâu rồi để được thấy tụi anh. Em đứng ở đây từ lúc 8:50 rồi, em đứng đợi tới bây giờ. Chờ lâu. Sao em biết các anh lên vào đây? Dạ em... là em săn lùng tất cả đúng các rồi, fanpage luôn anh. Nhiều lắm anh. Tại em săn lùng các fanpage để em đón. Dạ đúng rồi. Dạ, đúng rồi. À, rồi khi mà các được gặp các thần tượng của mình đó thì cái cảm giác của em cái lúc nãy như thế nào thì rất là vui. Trời, tim em muốn rớt ra ngoài luôn. Em quay phim hả? Rung điện thoại luôn anh, hồi hộp lắm. Đúng rồi, tim rất hồi hộp. Nhìn mấy bạn ở bên miền Bắc là thấy chụp hình quay phim tới nhà rồi em vui. Em muốn về ngoài Bắc luôn á nhưng mà không có được đủ điều kiện thôi. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.